Và hôm nay xưởng em tiếp tục test thử dao để cho các bác nhà mình biết với chất lượng. Hôm nay thì em sẽ quay vào một buổi trời rất chi là sáng nhá. À, anh cho em xem cái phần lưỡi dao cái nào. Tất cả những cái dòng dao khi test thì em đều quay lưỡi cho các bác nhà mình xem. Đây nhá, đây là con dao em vừa mới test này. Với cái phần lưỡi của nó còn nguyên bản luôn các bác nhá. Và với cái lốt sắt đây. Đấy, bác nào mà muốn mua dao mà muốn test thử trực tiếp thì gọi điện video để em test cho các bác nhà mình xem nhá. Đấy, đây là con dao mèo mun này. Các bác cứ thoải mái chặt thôi. Đấy, đây là các bác đây. Đấy, em xem cái phần lưỡi dao. Tất cả cái phần lưỡi dao thì em test như này cho các bác nhà mình được biết nhé. Thì em cũng nói luôn, dao thì để chặt xương, chặt thịt các bác ạ. Còn chặt sắt em chỉ test thử cho các bác nhà mình biết về cái chất liệu thép nhà em thôi. Chứ không phải là bác nào cũng biết rằng chặt sắt đâu các bác nhé. Chặt sắt là phải biết rằng chặt và dao phải thật tốt mới chặt được sắt đấy. Thì em test thử tiếp cái con dao Bam Giang này nhé các bác nhé. Với con Bam Giang thì là một dòng dao mà em đang đưa tới các bác nhiều nhất đây. Con này là con hàng đặt, hôm nay thì em làm được 5 con nhé. Con này, những con này thì em test thử cả gỗ đây cho các bác mình xem. Đấy, các bác thấy không? Đây là cái lưỡi dao Bam Giang này. Tất cả những cái dòng lưỡi dao này khi chặt thì nó đều có một cái vết đen đen là vết của sắt trực tiếp đây. Nếu như các bác mà nhận được con này thì đúng là con em đã test thử chặt sắt rồi nha các bác nhé. Các bác thấy ok không? Đấy, lưỡi còn nguyên bản này, em cầm về phần lưỡi như này. Các bác nhìn này. Đấy, đây là test thử chặt sắt nhé. Là cứng nhất đấy, thép tốt nhất luôn. Đấy, và test thử luôn với con dao tông nữa. Hôm nay thì em có con dao tông. Là con dòng dao mà em dao thửa nha các bác nhé. 1 kg đấy các bác ạ. Dao 1 kg nhá. Đấy. Các bác thấy không? Chặt cực kỳ là ok. Và với chặt gỗ thì như thế nào? Em test thử chặt gỗ luôn bởi vì dao tông là dòng dao để các bác nhà mình chặt gỗ. Và chất liệu thép của đơn vị em thì sẽ là thép dây, một dòng thép tốt nhất. Đây, em sẽ chặt thử cả cục gỗ khô đấy nhá. Các bác ơi. Đây, anh ơi. Thế á? À? Em cũng tưởng kê em đất là chặt được. Đây là bác thợ làm dao nhà em đấy các bác ạ. Thì đơn vị em chuyên về tất cả những dòng dao mèo, dao Bam Giang, dao tông và dao bếp. Và với một chất liệu thép thì em rèn ra tất cả các loại dao sưu tầm để đưa tới các bác nhà mình. Dao dao này các bác nhà mình đi rừng này, sưu tầm này, làm bếp này. Đấy các bác có thể làm tất cả mọi việc. Và với chọn một con dao tốt thì thật sự là các bác phải kén chọn được một xưởng thật uy tín thì các bác mới chọn được dòng dao tốt nhá. Đấy, và con dao tông này các bác cứ chặt xương. Cái đây là khúc gỗ queo, khô queo rồi nha các bác nhé. Khô queo rồi đấy, gỗ cứng lắm đấy các bác ạ. Đấy, được rồi. Thực sự là đấy, đây là con dao tông. Thôi test thử một con này thôi, còn những con kia chặt thép hết rồi là ok nhất rồi. Thì với con dao tông này là con dao đặt nha các bác nhé. Với cái sống của nó dày như này. Đấy, là em đang đưa tới các bác một con dao tông. Các bác có thể chặt xương trâu, xương bò, chặt gỗ, chặt củi, chặt tre, chặt tất cả các loại luôn. Là con dao tông này em đang đưa tới các bác với cái giá là 300 ngàn trên một dao. Đấy, và tới bộ dao mèo như em vừa mới test thử đây. Các bác nhìn sắt này. Tất cả những dòng dao này em nói luôn, bác nào mà muốn test thử chặt sắt thì em sẽ ghi tên ở trên dao như thế này. Gọi điện video trực tiếp em test cho các bác nhà mình được xem nhé. Đấy, và con dao mèo, đây là dòng dao mèo muồng. Gỗ muồng là màu vàng đẹp như này các bác này. Thì hôm nay em sẽ gửi cho các bác một bộ 3 con, là con 20cm để lóc thịt, thái thịt. Đấy, sống cũng tương đối là dày. Trên dao có in tên em Thảo Phúc Sen hết. Đấy, đây là con 20cm các bác nhé. Thì một con 20cm này các bác mua để lóc thịt, để sưu tầm, để trong túi cho nó gọn. Là em đưa tới các bác với cái giá sẽ là 300 ngàn, bao gồm cả vỏ như này. Vỏ thổ cẩm, có cả dây đeo. Chi tiết như này để các bác mình nắm bắt được nhá. Còn với con 25cm là con này. Con 25cm thì em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 350 nghìn. Tất cả dáng đều là mũi hếch, là mũi đẹp nhất nha các bác nhá. Mũi tuyệt đẹp luôn đấy. Có in tên em Thảo Phúc Sen. Sống dày 7 ly, bụng... bụng 5 phân rưỡi. Bụng 5 phân rưỡi nhá. Quấn đồng thổ cẩm này, quấn đồng 3 chốt. 3 chốt chắc như này, các bác sử dụng thoải mái cho em. Và con 25cm này là em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 350 nghìn trên một con. Đấy, và với con
30 cm là con dài nhất ở bộ dao này. Con này vừa test chặt sắt này các bác này, sống dày 7 ly đấy. Em chặt sắt vừa xong với con này vẫn còn lốt đây nhá các bác nhá. Đấy, và với con dao này cũng ghi tên em Thảo Phúc Sen, toàn bộ quấn đồng thổ cẩm này, quấn đồng 3 chốt. Thì con dao này cả vỏ em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 400.000 trên một con, 400.000 trên một con. Và cả bộ ba này thì em sẽ đưa tới các bác với cái giá sẽ là 1 triệu, giảm cho các bác 50.000 khi mua một bộ ba con như thế này. Đấy, đây các bác nhé, một bộ ba con nguyên bản muồng thổ cẩm đẹp chất lượng như thế này. Và với dòng dao này của đơn vị em, khi các bác đặt hàng thì các bác đều được kiểm tra hàng, test thử. Test thử là các bác sẽ chặt gỗ cứng này, chặt tre, chặt xương ống, xương trâu, xương bò, xương heo. Các bác được test thử chặt tất cả các loại. Còn đối với các bác mà không biết chặt sắt thì các bác không nên chặt nhá. Bởi vì chặt sắt không chỉ, chỉ có những người phải rất khoát, chặt thật sự rất khoát, biết chặt thì mới biết chặt được. Đấy, còn ví dụ như là các bác mà không biết chặt mà các bác chặt nhẹ hờ hờ là không được đâu. Đấy là em nói luôn là như vậy. Test thử như này là để các bác nhà mình biết cái chất liệu thép của đơn vị em thôi. Và hôm nay với bộ dao mèo mun thì em sẽ có 3 loại nha các bác nhá. Đây con này con 30 cm, không biết vừa chặt sắt để đâu rồi đây. Đây con này vừa test thử chặt sắt. Và trên dao thì đã có lốt, em chặt như này các bác nhận về là đúng là nhìn thấy biết là em đã test thử chặt sắt với cái vết đen đen này rồi nha các bác nhá. 30 cm vỏ nhọn này. Đấy, lốt chặt sắt này. Đấy, và một bộ này cũng gồm có 3 con. Thì chia sẻ đối với các bác, muồng và mun nó khác nhau như nào. Bộ muồng là bộ màu vàng, các bác nhớ tên là bộ muồng màu vàng như này các bác nhé. Đấy, bởi vì có rất nhiều bác nói nhầm muồng nói thành mun, mun nói thành muồng, là đâm em gửi hàng là sai. Đấy, còn đơn vị em bán thì các bác cứ đặt mẫu nào là em làm mẫu đấy. Và tất cả cái dòng này là dòng dao đặt nhé. Bên đơn vị em là một lò rèn uy tín về chất liệu thép dây cao cấp như này, sống của nó 7 ly. Đấy, vừa test thử chặt sắt xong và đây là con 30 cm. Con 30 cm này em đang đưa tới các bác với cái giá là 400.000 là bao gồm cả vỏ đây này các bác này. Đấy, vỏ hôm nay thì đặc biệt rất chi là đẹp, là đã làm quấn đồng toàn bộ 3 quấn đồng. Và các bác nhìn cái màu mun, mun là thô sơ, không sơn xịt một chút nào nha các bác nhé. Đấy, vân gỗ đẹp như thế này. Về rất nhiều các bác thích chơi kỹ, các bác chàm giáp mịn đi để cho nó mịn bóng tấn lên. Đấy, và khi cái dao này các bác càng sử dụng nó càng lên màu đen bóng, rất chi là đẹp luôn. Và đối với các bác sưu tầm thì đây là một bộ sưu tập cực chất lượng, giá tốt. Và vỏ là một cái bộ vỏ đẹp nhất luôn, vỏ mun. Đấy các bác này, vỏ mun. Đấy, và tới con 25 cm thì đây, vỏ đây, 25 cm thì nó tương xứng đây nhá các bác nhá. 25 cm đây, với cái sống của nó là 7 ly. Đấy, trên in em Thảo Phúc Sen toàn bộ như thế này, quấn đồng thổ cẩm dày, đồng 100% các bác nhá, sống dày 7 ly, làm gù từ phần này. Cái phần này em đã làm gù đẹp ở đây này các bác này. Đấy. Đây mới gọi là cái phần kỹ thuật nhá. Khi làm ra con dao này các bác nhìn cái phần này gù này, phần này gù này, phần này lượn này. Đấy mới là dáng con dao thanh thoát để các bác nhà mình sưu tầm làm sao cho đẹp nhất. 3 chốt đinh, gỗ thổ cẩm vân, gỗ cực kỳ là chất luôn. Đấy các bác thấy em vừa mới test thử ở bộ dao này. Con 25 cm đấy em đang đưa tới các bác là 350.000 trên một con. Đây, bao gồm cả vỏ như này, miễn phí ship tới tận nhà nếu như các bác mua một con. Còn con cuối cùng là con 20 cm. Con 20 cm thì nó sẽ nhẹ hơn. Con này chỉ thuộc rằng dòng lóc thịt thôi các bác nhá. Chỉ thuộc dòng lóc thịt thôi. Nếu như các bác mà lóc thịt trâu, thịt bò, thịt gà, thịt tất cả các loại và đi rừng thì rất chi là nhỏ gọn với cái dòng dao đó là size mini. Con dao này thì chặt thì nó chỉ chặt bé thôi nhá các bác nhá, bởi vì nó nhẹ mà, nó làm gì có lực. Đấy, ví dụ như sưu tầm các bác mua cả bộ thì rất chi là hợp lý, hoặc các bác đi rừng làm bắt ong ấy thì các bác cũng thích con nhỏ gọn như này. Con này em đang đưa tới các bác với cái giá là 300.000 bao gồm cả vỏ như này. Thì với một bộ ba này các bác nào mà sưu tầm cả bộ em sẽ đưa tới các bác giá sẽ là 1 triệu nhá, bớt cho các bác là 50.000 một bộ ba con bao gồm cả vỏ. Có vỏ nhọn và có vỏ vuông. Đây là một bộ vỏ vuông này các bác này. Để em quay rất chi là gần. Tất cả đều là gỗ mun nhá. Gỗ mun đẹp, bóng vân như này. Thực sự cái vân gỗ này quá là chất các bác ạ. Đọc cái phần vỏ gỗ đã chấm cho điểm 10 rồi. Đấy, còn chất lượng dao chấm cho điểm 10 nữa thì các bác đã chọn là một bộ dao cực kỳ là ưng ý của bên xưởng dao Phúc Sen em Thảo. Đấy, còn Bam Giang thì em cũng vừa thử nhá. Bam Giang thì nói thật là đến cả 1.000 bác yêu quý tới đơn vị em rồi.
với những cái bình luận như các bác xem ở trên kênh ý, thì đó là tất cả những khách hàng yêu quý và đã tin tưởng sử dụng dòng dao này của đơn vị em. Với sống của nó 7 ly và lưỡi của nó dài 30 cm, một con dao quấn cổ đồng thổ cẩm 3 chốt như này, tay mun, không có vỏ, là em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 300 ngàn trên một con của em Thảo Phúc Sen, 300 nghìn trên một con, và em sẽ miễn phí ship tới tận nhà nha các bác nhé. Đấy, và con này là con vừa lấy chặt sắt này các bác này. Đấy, các bạn em nhìn cái lưỡi là vừa chặt sắt không đây? Lưỡi vừa chặt sắt như nhé. Quay rất thực tế như này. Bởi vì đơn vị em có như nào thì sẽ test thử như vậy để các bác nhà mình được xem. Đây các bác nhá, 3 chốt này. Đấy, 300 ngàn một con, miễn phí ship tới tận nhà. Và tiếp tới là tới bộ dao bếp mà không thể thiếu được trong mỗi gia đình. Dao bếp thì ngày hôm nay em sẽ có hai bộ. Mà các bác ưa chuộng bộ nào, yêu thích bộ nào thì rất nhiều video em đã test thử rồi. Chất liệu thép thì toàn bộ là thép dây một loại, em vẫn test thử cho các bác đấy ạ. Một bộ bao gồm một con chặt xương này, chặt xương chân giò, chặt xương ống, chặt xương to, thì các bác sử dụng con này chặt thoải mái cho em xương chân giò nhé, xương vè nhé. Bởi vì video nào em cũng test thử rồi. Một bộ này, một con này để thái thịt, thái rau, thái chặt gà luộc, vịt luộc này. Còn con thứ ba là con dao lóc thịt này. Con lóc thịt này các bác có thể mua lẻ một con, em không bán này nhá. Thì với một bộ ba này em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 350.000 trên một bộ. Cổ quấn đồng, tay gỗ mun, đẹp tuyệt vời luôn, vừa đẹp vừa chất lượng. Đấy, và cái cách bảo quản dao nữa một chút em chia sẻ về cách bảo quản dao các bác nhá. Bộ này em đưa tới các bác là 350.000 trên một bộ. Và cách bảo quản dao, tất cả những cái dòng dao ngày hôm nay bảo quản như thế nào? Chỉ cần các bác bỏ ra thái thịt mỡ thôi, rửa qua loa xong cất đi. Đấy, kể cả không rửa cũng được các bác nhé. Thì đấy là cách bảo quản dao. Khi các bác mới mua về mà các bác rửa bằng nước lã xong ấy, nhíp cực kỳ là tốt, nhưng mà nó cũng sẽ lên cái thôi màu vàng của nhíp. Đấy các bác ạ. Thế cho nên là khi các bác rửa nước lã xong, các bác hãy sử dụng ngay cái khổ mỡ lợn các bác thái lên dao. Thì các bác chỉ cần thái sử dụng vài lần, cứ sử dụng dao xong lại thái mỡ lợn, cứ sử dụng dao xong lại thái mỡ lợn không cất đi. Đấy là cái cách bảo quản tốt nhất nha các bác nhé. Bởi vì bôi dầu xe vào thì làm sao mà mình thái đồ ăn được. Thế cho nên là sử dụng bằng mỡ lợn là cách bảo quản dao tốt nhất. Đấy, và tiếp tục là tới bộ tay gỗ hương, là một bộ cao cấp chất lượng, quấn đồng hai khoanh. Đây, các bác mua lẻ một con lóc thịt này nhá. Con này lóc thịt cực ok, đã có video em lóc cả một con lợn bằng con dao này chỉ trong vòng mấy phút là xong rồi. Siêu sắc bén luôn. Một con này em đưa tới các bác là 150 này. Đây, còn các bác mua con mun đen này là 100 này. Chất liệu thép như nhau, nhưng mà cái tay của nó giá trị ở cái phần gỗ tay này nữa này. Với cái bộ tay gỗ hương này thì nó sẽ dài hơn, nó dày hơn một chút các bác ạ. Có tin tên em Thảo Phúc Sen hết toàn bộ trên này. Đấy, và một con dao tông to để các bác thì mình chặt xương ống, xương chân giò, xương sườn các loại. Thì bộ gỗ hương cao cấp này em đang đưa tới các bác là 500 trên một bộ các bác nhé. Có một bác thợ thịt tới nhà em, bác bảo là bác đặt đúng một con dao nhọn như này đã là 500 rồi tại lò rèn. Thì nhà em trước đây cũng bán truyền thống thì cũng giá cao, nhưng mà qua thời đại 4.0 này thì em đưa lên mạng thì được rất nhiều những đơn hàng của các bác tin tưởng và yêu quý. Thì em sẽ làm với cái giá thấp hơn để các bác nhà mình được biết tới và được chọn những cái dòng dao tốt nhất để sử dụng. Đấy, và dao tông này vừa mới test thử chặt xương, chặt sắt, chặt các kiểu, đây một cân nha các bác nhé. Sống của nó dày 7-8 ly, chặt các loại luôn, giá là 300 ngàn trên một con. Đấy, còn con băm răng thẳng đây, quên chưa giới thiệu đâu bác, con băm răng thẳng. Con này thì làm nó dễ hơn, làm thẳng dễ hơn, cũng chốt 3 chốt, quy đồng. Đấy, con này em đang đưa tới các bác là 250.000 trên một con các bác nhé. Đấy, và ở bộ dao ngày hôm nay thì bác nào đã xem đây, test thử đây. Bác nào đã xem mà đang quan tâm tới dòng dao chất lượng này, các bác nhớ cho em xin một like nhé, một chuông và một lượt đăng ký kênh. Để em sẽ đưa tới các bác một bộ dụng cụ tốt nhất trong bếp và là một bộ sưu tầm đẹp và chất lượng. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi tới kênh. Nhớ cho em xin một like nhé, một chuông và một lượt đăng ký kênh các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở một cái...